Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường công tác kiểm tra hoạt động vận tải đường bộ sau khi có phản ánh về hiện tượng chèo kéo tăng giá chèn ép hành khách đi xe tại cảng này. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm theo phản ánh từ hành khách trước vụ việc tài xế của Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không miền Nam hoạt động trong khu vực sân bay lấy giá cao hơn niêm yết. Cụ thể, theo phản ánh của hành khách Lê Đăng Doanh vào sáng 16 tháng 5 vừa qua, ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ông Doanh đã gọi xe hợp đồng ở khu vực trong sảnh ga quốc nội để di chuyển về khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình cho quãng đường khoảng 3 km. Theo hợp đồng số 059579, lịch trình xuất phát từ số 1A Hồng Hà đến 202 Hoàng Văn Thụ với số tiền 180.000 đồng. Thế nhưng ông Doanh lại phải trả 198.000 đồng theo yêu cầu của tài xế. Trước vụ việc bị phản ánh, đơn vị quản lý hãng xe đã có quyết định tạm đình chỉ làm việc 15 ngày đối với tài xế. Phía đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cho biết sẽ rà soát lại mức giá dịch vụ vận chuyển hành khách tại sân bay này.